Mới cưới bị chê kém sắc so với chồng, giờ nhìn ảnh vợ Hoàng Anh lột xác khi mang bầu tháng thứ 6 mà choáng. Cứ chê vợ Hoàng Anh kém sắc, đến lúc mang bầu khỏi người phải ngưỡng mộ. Ngay từ khi mới công bố đám cưới, bà xã của diễn viên Hoàng Anh Quỳnh Như đã nhận không ít lời chỉ trích chê bai vì kém sắc hơn chồng. Thế nhưng cả hai đã trải qua mọi sóng gió và Hoàng Anh đã chứng minh rằng sự lựa chọn của mình là chính xác. Dù không có ngoại hình lung linh, nhưng Quỳnh Như lại là một người phụ nữ cảm thông, chia sẻ được gánh nặng cho chồng. Mới cưới không lâu, Hoàng Anh cả vợ đã phải xa cách vì công việc. Nhưng mỗi lần gặp nhau, ai cũng phải ghen tị với tư cách Quỳnh Như được chồng chăm sóc và ngược lại. Mới đây, bà xã Hoàng Anh vừa chia sẻ loạt ảnh mới nhất của mình trên Facebook. Cô vui vẻ đi nhập hàng giúp ông xã bán để trang trải thêm thu nhập. Hiện tại Quỳnh Như đã mang thai đến tháng thứ 6 và không có chồng bên cạnh, nhưng tinh thần vẫn rất tốt và gương mặt tươi tắn hiếm có bà bầu nào được như vậy. Đột ngột thông báo đám cưới, ai cũng ngỡ ngàng khi thấy diện mạo của Quỳnh Như, nhiều người cho rằng cô kém sắc hơn Hoàng Anh. Chính vì ngoại hình không được lung linh, bà xã Hoàng Anh bị chỉ trích rất nhiều. Tuy nhiên, cả hai đã vượt qua bao sóng gió và hiện tại Quỳnh Như đã mang thai một bé gái được 6 tháng. Hình ảnh mới đây được Quỳnh Như chia sẻ khiến mọi người khá bất ngờ. Đang mang bầu nhưng nhìn bà xã Hoàng Anh rất tươi tắn. Không còn bị chê kém sắc nữa, mẹ bầu được khen xinh và dễ thương. So với bà bầu khác, bà xã Hoàng Anh khỏe mạnh và vui tươi thế này ai cũng mừng. Đang bầu nhưng vẫn cố giúp chồng làm việc, Hoàng Anh phải vào cổ vũ vợ yêu ngay lập tức. Rất nhiều người ngưỡng mộ gia đình Hoàng Anh đều ủng hộ vào Quỳnh Như. Trước đó một tháng, bà xã Hoàng Anh hào hứng khoe con gái đầu lòng của hai người. Không có chồng ở bên, cô cũng rất buồn, nhưng cô tin rằng không lâu nữa gia đình nhỏ của mình sẽ được sum họp. Đôi lời về ông Cao Toàn Mỹ. Nhìn cái dáng gầy còm, cao lêu đêu, đeo kính cận bước đi thức thệu của họ Cao sau phiên tòa, bỏ mặc hàng trăm người hiếu kỳ mặc sức rủa rã, bỗng dưng tôi thấy ông thật sự cô đơn. Trong cái cúi đầu bước đi lầm lũi ấy là tất cả sự cay đắng cam chịu, nghẹn ngào ấm ức và buồn tủi. Tôi biết ông có lý do chính đáng để đòi lại số tiền đã mất. Những kẻ lên phay chửi bới, kêu gào ông không đáng mặt đàn ông, thực sự họ chẳng bằng ông. Họ lừa phỉnh các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin, đến khi no soi chán chè thì phủi đích cao chạy xa bay. Kẻ càng to mồm thì một xu họ càng không rỉ, nói gì 16 tỷ. Số tiền mà 99% đàn ông xứ này có dành dụm cả đời cũng không có được. Ông nào ga lăng lắm thì cũng đến mua cho bồ cái điện thoại đời mới hay dăm bộ áo váy là cùng. Họ cũng chỉ dám mèo mã gà đồng với nhau trong mấy cái nhà nghỉ rẻ tiền hôi hám. Chứ làm sao dám 17 lần đưa người tình xuất ngoại đến những thành phố đẹp nhất thế giới. Đi vé hạng thương gia, nghỉ ở Sheraton, Four Seasons. Còn các chị các cô bên em Nga lem lẻm, cứ thử đào mỏ chồng họ xem, họ chẳng nhảy ngược lên đánh ghen có tổ chức chứng đời nào để yên. Tôi hiểu, đúng là chẳng có bản hợp đồng tình ái nào ở đây cả. Nếu có, nó phải được in ra và lập thành nhiều bản, có chữ ký hai bên đầy đủ. Với một người phụ nữ quen với kiện cáo như Nga, hẳn cô ấy đã giữ chặt và chưng ra trước tòa. Có chăng đó là thỏa thuận miệng đại khái kiểu em ngoan, sẽ có quà, anh sẽ lo cho em đầy đủ. Nhưng với một người như Nga, biết bao nhiêu là đủ. Ông Mỹ à, sai lầm lớn nhất là ông đã yêu và tin Nga đến mức mù quáng. Một cô hoa hậu đã cả gan đêm hôm đến gõ cửa phòng từng thành viên ban giám khảo đòi tâm sự, thì còn việc gì không dám làm. Một cô gái lừa cả mẹ mình bán hai mảnh đất, đến nỗi mẹ con phải kéo nhau ra tòa thì còn từ thủ đoạn nào. Một người trong showbiz mà lừa bán mỹ phẩm cho đồng nghiệp chiếm đoạt hàng trăm triệu mỗi người thì làm gì còn nhân phẩm. Thế nhưng ông quá dại, lẽ ra ông chỉ nên xem cô ta là một mặt hàng, thích thì đến, chán thì thôi. Với 16 tỷ, ông có thể có cả tá mỹ nhân hết lòng yêu thương, không bao giờ dám lệch dù chỉ một lời. Còn yêu Phương Nga này, ngay từ đầu đã xác định ông là cái mỏ không đáy để cô ấy đào. Khi hết giá trị lợi dụng thì cô ấy đá ra đường không mảy may thương cảm. Mà ông si tình quá, mù quáng quá. Cô Nga tuy tiếng là hoa hậu chui thôi. Nhưng nhân tướng rất kỵ, mắt trắng, môi thâm, chán vô mũi khòm, khô chân gương mặt. Đấy là tướng đại kỵ hãm chồng hãm con, phản phúc vong ơn bội nghĩa. Có việc gì trên đời này mà cô ấy không dám làm. Mà kỳ lạ thay, sao cô ấy cần nhiều tiền đến thế, đến mức lừa bán cả nhà mẹ đẻ thì đúng là hết thuốc. Tôi biết dạng người như ông, một kỹ sư tinh học, đầu óc đặc biệt thông minh nhưng rất gà mờ trong các mối quan hệ xã hội. Ông kiếm tiền với tư cách là đồng sáng lập Vinagame.
tập đoàn số 1 Việt Nam nhưng thực sự không phải là người giỏi buôn bán, ngã giá, mánh lưới trên thương trường. Vì thế khi yêu ông, yêu như điên dại say mê và không chấp nhận nổi sự phản bội. Thế nhưng cuộc đời khác với thực tế ảo mà ông lập trình, đôi lúc chúng ta phải học buông bỏ. Ông có thể kiện tiếp, nhưng càng kiện ông càng bế tắc bởi dư luận đứng về nhân tình cũ của ông, đặt địa vị vào thẩm phán. Nếu họ tuyên trắng án, họ sẽ được cả xã hội tung hô là đi đến cùng công lý, là bao công thời đại, đường quan lộ rộng mở. Còn họ tuyên cô ta có tội, cả xã hội sẽ chửi như hát hay rằng thẩm phán bị mua chuộc, thẩm phán ăn tiền. Buông bỏ trở về với gia đình của mình và tiếp tục đồng hành công ty với những ý tưởng mới sẽ mang lại cho ông niềm vui. 40 với đàn ông thực sự mới bước vào đường trưởng thành. Chúc ông bình an. Vợ cũ Huy Khánh khơi lại chuyện chồng ngoại tình với Kim Tuyến, bản thân từng muốn tự tử. Đến tận bây giờ, vợ cũ Huy Khánh, Lương Hoàng Anh vẫn không quên được nỗi đau khi bị chồng phản bội và sự căm hận với kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Vào khoảng năm 2009, vợ cũ Huy Khánh, Lương Hoàng Anh gây xôn xao dư luận khi tố Kim Tuyến chèo kéo ăn nằm với chồng mình. Khi đó, Hoàng Anh đã dành cho người thứ ba những lời lẽ hết sức nặng nề. Giữa tâm bão, Huy Khánh cũng chính thức thừa nhận mối quan hệ với Kim Tuyến. Tuy nhiên, anh cho biết mình chỉ đến với Kim Tuyến sau khi chia tay vợ cũ Hoàng Anh. Trong bài viết nhắc về người cũ, Kim Tuyến coi đây là vết sẹo trong cuộc đời mình. Cô luôn từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến Huy Khánh. Gần 8 năm đã trôi qua, nhưng vợ cũ Huy Khánh vẫn không quên được nỗi đau bản thân phải chịu khi đó. Đến tận bây giờ, Hoàng Anh vẫn căm hận Kim Tuyến. Khi nhắc lại chuyện cũ, Hoàng Anh tự xưng là Mỹ, cô viết: "Tối nay Mỹ rảnh chia sẻ chuyện bầu bí nè. Chắc các bạn nhớ hồi cuối năm 2009, âm Mỹ vụ, Mỹ tố ba Guinea bị con Kim Tuyến, nó chèo kéo ăn nằm khắp 63 tỉnh thành, từ Nam ra Bắc không? Rồi Mỹ nổi điên, Mỹ chửi trong sở thú không chừa con gì không? Lúc đó Mỹ hoàn toàn mất trí, mất kiểm soát, chỉ cần một tác động rất nhỏ từ bên ngoài là Mỹ cảm giác lửa trong người nó hừng hực lên. Trong khi con ốm gọi điện cho chồng không được, Lương Hoàng Anh stress đến mức muốn tự tử. Mọi chuyện lên đỉnh điểm là đêm đó Ginny sốt cao co giật. Mình Mỹ với ba đứa con mà không thể bỏ hai đứa nhỏ ở nhà để đưa Ginny đi cấp cứu. Gọi điện ba nó liên tục không nghe máy. Lúc đó Mỹ stress quá, như không biết mình là ai đang làm gì nữa. Mỹ không chịu nổi khi Ginny gào thét. Mỹ đã ôm con leo lên ban công tầng 3 để lao xuống, lúc đó là 2 giờ sáng. Nếu không vì thình lình, bà lô tồ lù lù thức dậy đi xuống cầu thang, làm phản xạ tự nhiên, Mỹ leo xuống chạy đến giữ lu sợ nó té cầu thang, thì bữa nay là ăn được 6 cái đám dỗ Mỹ với Ginny rồi. Đến 6 giờ cô bếp đến làm việc, Mỹ đưa Ginny đi khám, thì thấy mình cũng băng huyết. Lúc đó Mỹ mới biết Mỹ có thai em Ginny được 7 tuần, bác sĩ nói phải lấy thai ra vì Mỹ đã uống quá nhiều thuốc kháng sinh, thuốc trầm cảm lung tung vì không biết mình có thai. Trở lại chuyện trước đó, Mỹ biết ba Ginny đi với con kia từ cả năm trước. Mỹ đã dọn về nhà mẹ ở nhưng vẫn sống bình thường vì Mỹ vốn là người lì đòn và luôn làm chủ cảm xúc của mình. Không hiểu sao đến một lúc Mỹ lồng lộn, hoàn toàn mất kiểm soát khi bị tác động từ bên ngoài để vạch áo cho cả nước xem lưng. Đến khi hiểu ra rằng suốt thời gian đó mình đang mang thai đứa thứ ba mà không biết. Đáng ra mình phải bớt việc lại để giữ gìn sức khỏe. Đằng này, một mình nuôi ba đứa con, sáng 5 giờ dậy lo trường mầm non, đêm thức đến 2-3 giờ sáng đợi chồng. Mình đã tự hủy diệt thần kinh của mình, sức khỏe của mình và cuối cùng là đứa con đang chuẩn bị chào đời của mình. Có thai lần thứ ba, nhưng là đứa thứ tư ở tuổi 35, mình không may mắn có chồng chia sẻ công việc gia đình vì ba Ginny đi diễn xa nhà hàng tháng mới về một ngày và bị quá nhiều áp lực dư luận dẫn đến suy nhược thần kinh và kiệt sức. Sảy thai xong mình còn 36kg, cao 1m65. Mình đã quyết định từ bỏ hết tài sản sự nghiệp, chỉ mang ba đứa con ra đi để làm lại từ đầu, Lương Hoàng Anh bộc bạch. Sau tất cả, vợ cũ Huy Khánh vượt qua và quyết tâm làm lại từ đầu. Nhưng mình là người rất may mắn vì có đủ nghị lực để gượng dậy làm lại từ đầu. Không phải phụ nữ nào cũng có nghị lực và bản lĩnh như mình. Với một người phụ nữ bình thường, tay bồng tay bế, bụng mang dạ chữa không có người đàn ông bên cạnh, lại phải tự thân, lo cơm áo gạo tiền, bất cứ áp lực nào từ bên ngoài cũng dễ dàng đẩy họ đến khủng hoảng thần kinh. Mỹ không bao giờ quên, trong một tích tắc mất trí, Mỹ đã từng ôm con toan nhảy lầu tự tử. Không bao giờ quên con, diễn viên Kim Tuyến, đêm đó đã làm Mỹ phải ôm Ginny nhảy lầu tự tử. Mỹ tha thứ hết, nhưng Mỹ không quên.